Dạ, Hiếu Phan xin mến chào tất cả vị khán giả, chào quý vị trở lại với bản tin hôm nay trong ngày 15 tháng 6 thì Hiếu vẫn tiếp tục chia sẻ về sư Thích Minh Tuệ để gửi đến cho tất cả vị khán giả yêu mến sư được biết. Trước khi vào nội dung thông tin chi tiết, Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị trên kênh có ngày cuối tuần thật là vui vẻ, sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc cùng với gia đình. Xin cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian nghe nội dung thông tin trong ngày hôm nay. Thì như vị khán giả cũng đã biết cái việc sư thích minh tuệ đi ẩn tu là một lựa chọn rất là đúng ở thời điểm hiện tại bởi vì có những cái video clip những hình ảnh mà người dân vẫn còn kéo theo sư mỗi ngày trên con đường mà sư đi khất thực cũng như là tìm đến cái chỗ sư ẩn tu để mà thiền định thì cũng làm ảnh hưởng đến con đường tu tập của sư thì cái quyết định cuối cùng đó là chọn cách ẩn tu lần thứ hai thì qua cái việc sư ẩn tu lần thứ hai cũng làm cho dư luận có rất nhiều ý kiến trái chiều và đặc biệt đối với bà con cô bác anh chị em mà yêu thương sư đó thì cũng rất là thương, rất là xót cho sư. Đó, thưa quý vị khán giả, có những giọt nước mắt cũng đã rơi. À, nói về sư thích minh tuệ thì không có bút giấy nào để mà chúng ta diễn tả hết cái đức hạnh của sư. Đúng là bậc chân tu đúng không vị? Thì hôm nay có một cái bài viết bài viết này của giáo sư lương ngọc quỳnh được cho là bài viết hay nhất mà quý vị khán giả đã xem đã đọc thì được bình chọn đây là bài viết hay nhất à, giống như là có một vị khán giả nói như thế này bài viết của giáo sư lương ngọc quỳnh là bài hay nhất về sư thích minh tuệ mà tôi được biết thì cái bài viết này hay như thế nào thì hiếu cũng xin gửi đến tất cả vị khán giả nội dung của bài viết quý vị khán giả có đồng tình hay không thì vị khán giả cũng để lại bình luận góp ý dưới phần video của hiếu nhé hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và sau đây là nội dung của bài viết của giáo sư lương ngọc huỳnh nói như thế này hành nguyện của nhà tu chân chính trước khi một người dấn thân vào con đường tu đạo bất luận là tôn giáo nào nghĩa là họ muốn tìm con đường đi đến chân lý để tự hoàn thiện bản thân theo đức tin của mình không ai xác định ngay từ đầu là mình đi tu hạnh để cứu độ chúng sinh bởi lẽ sự khiêm hạ không cho phép họ nghĩ như vậy với họ việc đầu tiên là tự mình vượt khó để tìm chân lý cho mình mà chân lý cuối cùng là cuộc sống của mình sau khi kết thúc cuộc sống ở Trần gian. Mỗi pháp tu, mỗi con người, mỗi tôn giáo có mục đích tinh riêng. Tu sĩ Thích Minh Tuệ cũng vậy, ông đi tu là để học tập và rèn luyện bản thân. Thực hành theo lời dạy của Phật, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa rèn luyện tâm trí, vừa rèn luyện huệ trí. Ông muốn học theo pháp tu của Phật ông sợ giờ không tu sau này mất đi thân này lại không được tu nữa chỉ cần một ý nghĩ đó đã đủ thấy sư thích minh tuệ có tấm lòng với phật và đức tin tuyệt đối vào con đường mà phật đã đi ông đã giác ngộ ngay khi nghĩ được và hiểu rõ điều này ông sợ thời gian ở trần gian quá ngắn ngủi không đủ thời gian để ông học tập và tu hành chỉ cần sự giác ngộ chừng đấy đã đủ cho chúng ta thấy ông thật sự là một bậc chân tu. Việc ông đã thực hành điều đó 6 năm trời và chắc chắn sẽ là con đường xuyên suốt cuộc đời còn lại của ông. Ông xứng đáng là đệ tử chân truyền của Phật tổ, không gặp mà tiếng, không thấy mà tin. Ngay bây giờ và lúc này, ông cũng chưa dám nghĩ mình đi tu để mang lại phúc cho ai ông chỉ mong sau này báo đáp cha mẹ đức tin và lòng hiếu thảo đó đã giúp ông chứng đắc đạo hạnh đạo hiếu sự khiêm hạ của ông đã giúp ông chứng đắc đạo đức sự buông bỏ của ông với vật chất danh vọng tình ái không còn tham sân si đã giúp ông chứng đắc sự an lành sự hành sát sáu năm ngày ăn một bữa đi bộ vài chục cây số, du kinh du thân, ngủ đêm bờ suối, gốc cây, miếu hoang, nghĩa trang vân vân đã giúp ông chứng đắc diệt khổ. Chừng đó đã đủ để ông có đầy đủ các yếu tố chứng đắc Phật pháp, trở thành một vị Phật trong tương lai. Ở bài trước tôi có nói tới 17 năm sau tôi hy vọng ông xuất hiện là một vị giác ngộ tâm tướng hình khẩu pháp với đầy đủ lý luận Phật pháp truyền đạo hạnh nguyện để truyền dạy giáo lý và đức tin cho đời sau lưu truyền. Tôi mong muốn và chúc tu sĩ Thích Minh Tuệ sẽ là một vị Phật khi đang còn sống trên Trần gian sau 17 năm nữa. Bởi lúc đó, ông đã đi qua đủ 60 hoa giáp. Ông sẽ có đủ tâm pháp, trí pháp, thân pháp, tướng pháp, khẩu pháp, khí pháp, sắc pháp, lực pháp, hành pháp, hình pháp, vô hình pháp vân vân, để giáo hóa chúng sinh, lúc đó ông mới có thể dụng đức hạnh của mình để giúp cho người khác. Nhiệm vụ của ông là vô cùng khó khăn, khắc nghiệt nhưng vinh quang của ông là vô cùng to lớn. Nghe giáo sư nói thì chúng ta cảm thấy rất là vui và Giáo sư cũng đã có một cái dự đoán là 17 năm nữa, sư Thích Minh Tuệ sẽ là một vị Phật sống đó, chứng đắc đủ mọi cái đạo hạnh đúng không quý vị khán giả. Đó, thì cái vinh hoang đó của sư Thích Minh Tuệ sẽ là vô cùng to lớn sau 17 năm nữa thưa quý vị khán giả. Đây là cái nhận định của giáo sư. và giáo sư cũng mong là mọi người hãy giúp ông ấy thành Phật, giúp ông ấy thành Phật là chúng ta giúp như thế nào? Trước tiên là chúng ta phải để cho sư đó, có cái thời gian không gian để mà yên tĩnh tu tập thiền định giác ngộ thưa quý vị đó là cái cách mà chúng ta giúp cho sư đừng có kéo theo sư mà gây cản trở trên con đường tu tập của sư giống như là thời gian vừa qua nữa thì chúng ta đã giúp cho sư rồi đó và vị giáo sư viết tiếp như thế này thứ nhất là về phía người dân đó người dân là hãy giúp ông ấy thành Phật đó thưa quý vị đừng vì sự hiếu kỳ của mình mà đi theo mà làm ồn ào mà khẩu nghiệp sẽ phá hỏng đường tu của tu sĩ điều đó là có tội hãy lặng lẽ đảnh lễ từ xa và hồi hướng những điều tốt nhất đến mọi người hãy yêu sư thích minh tuệ như người thân anh em của mình hãy cầu nguyện cho sư minh tuệ chân cứng đá mềm trên con đường vượt khó đừng lợi dụng sự nổi tiếng của ông để kinh doanh buôn bán chặt chém vân vân điều đó là có tội hãy tôn trọng tôn kính và bảo vệ tu sĩ như bảo vệ một vị phật tương lai bảo vệ một quốc bảo tương lai của dân tộc trong đó có cả phúc phần của mình cái đó là thứ nhất về phía người dân thì giáo sư cũng mong rằng á Mọi người hãy để yên cho sư Thích Minh Tuệ tu tập, đừng có kéo theo sư nữa, cản trở trên con đường tu tập của sư. Đó nếu mà có đánh lễ thì cũng đứng từ xa, cũng như là cầu nguyện cho sư là chân cứng đá mềm đó, để mà sư tiếp tục trên cái con đường tu hành của mình, sớm trở thành một vị Phật trong tương lai thưa quý vị. Thứ hai là còn về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì giáo sư cũng có cái ý kiến như thế này. Về phía giáo hội Phật giáo Việt Nam, đừng phê phán, đánh giá, nhận xét, cản trở đường tu của ông ấy. Đừng buồn khi các chùa hoặc giáo hội bị giảm thu nhập từ việc gọi là cúng dường, vì điều đó sẽ giúp giáo hội thanh sạch hơn, loại bỏ những vị giả tu lợi dụng danh nghĩa Phật giáo để làm giàu cho bản thân và gia đình, giảm bớt nguồn tiền xây chùa để dành cho việc xây bệnh viện, trường học, và giúp đỡ người nghèo quản lý những vị sư tu sĩ đi theo thầy minh tuệ không để những thành phần bất chính trà trộn làm ảnh hưởng đến đường tu của tu sĩ thích minh tuệ trân trọng và bảo vệ danh dự quyền tự do của tu sĩ minh tuệ giúp đỡ ông ấy trên con đường học tập trong nước và giao lưu quốc tế hãy nhìn nhận ông ấy là bảo bối của giáo hội phật giáo việt nam bởi ông ấy đang làm cho chân lý phật giáo sống lại và thế giới biết đến phật giáo việt nam nhiều hơn đó giáo sư cũng nói là bên phía giáo hội Phật giáo đừng có phê phán đánh giá nhận xét mà cản trở trên cái con đường tu học của sư thích Minh Tuệ điều cần thiết là phải bảo vệ sư ấy bởi vì sư ấy là bảo bối là bảo vật rất là quý giá của Việt Nam nói chung và giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng đó thưa vị cũng nhờ sư thích Minh Tuệ mà rất là nhiều nước hiện tại đây cũng muốn đến Việt Nam để mà giao lưu văn hóa hay là về Phật giáo rồi gặp gỡ sư Thích Minh Tuệ vân vân thì sư Thích Minh Tuệ đúng là bảo bối của đất nước Việt Nam thưa vị. Còn cái phần 3 là nói về phía nhà nước thì giáo sư nói như thế này. Giúp đỡ tạo mọi điều kiện bảo vệ an ninh tốt nhất để tu sĩ Minh Tuệ được an tâm tu luyện mà không bị cản trở ở bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ việt nam bởi ông ấy sẽ là quốc bảo của đất nước trong thời gian không xa tu sĩ minh tuệ hiện đang là hiện tượng thu hút du khách nước ngoài và quốc tế rất lớn điều này mang lại rất nhiều lợi ích cho đất nước và các địa phương trong thời buổi khó khăn này cần biết ơn ông ấy vì đã làm được điều mà bộ văn hóa và nhiều ban ngành không thể làm nổi Tu sĩ Minh Tuệ đang lan tỏa giá trị yêu thương, đạo đức, đạo hạnh và sự chân thành, chân thực, chống giả dối. Ông ấy đang tạo nên một làn sóng năng lượng tốt trong nhân dân, điều đó thật đáng trân quý. Cuối cùng, tôi anh chúc thầy, chúc em Minh Tuệ sớm thành đạo để giúp đời làm đẹp đạo Phật, giúp Phật tử hiểu rõ chân lý thực của Phật giáo. Tôi mong mọi người cũng tha lỗi cho các vị sư đang nổi tiếng trên mạng vì họ đã lầm đường lạc đạo. Nhưng chúng ta hãy yêu thương và giúp đỡ họ để họ sửa chữa bản thân và tiếp tục con đường tu hành của họ, tạo điều kiện cho họ học tập đạo Phật tốt hơn. Cảm ơn các bạn đọc đã chia sẻ bài viết đến với mọi người và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là bài viết của giáo sư À, Lương Ngọc Quỳnh. Đó thì bài viết này từ ngày hôm qua đến hôm nay cũng được rất là nhiều người chia sẻ thưa quý khán giả, bởi vì nội dung rất là xác thực, đó, chí tình chí lý, đó, làm cho mọi người rất là thích cái bài viết này và rất là nhiều người cũng cho đây là cái bài viết hay nhất nói về sư thích minh tuệ ở thời điểm hiện tại thưa quý khán giả. Ở trong đây cái bài viết thì à, giáo sư cũng nêu ra những cái ý kiến của mình về phía giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như là về phía nhà nước rồi về phía nhân dân thì cũng phải nên tạo mọi điều kiện có không gian thời gian cho sư Thích Minh Tuệ tu học, bởi vì sư Thích Minh Tuệ là một bậc chân tu, là một vị Phật sống sau 17 năm nữa khi mà ngài ấy đã đắc đạo thành chánh quả thì mọi cái sự việc nó sẽ là một cái điều tốt đẹp nhất cho đất nước Việt Nam nói chung và cho tất cả mọi người nói riêng thưa quý vị khán giả thì ở đây bài viết phải nói là khá là hay đúng không ạ? À? thì theo vị khán giả có nhận định và đánh giá như thế nào về bài viết của vị giáo sư Lương Ngọc Quỳnh thì vị khán giả cũng để lại bình luận góp ý dưới phần video này của Hiếu nhé. Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã bỏ thời gian ra nghe và theo dõi nội dung thông tin trong ngày hôm nay với bài viết của Lương Ngọc Quỳnh. Hiếu xin cảm ơn quý vị chúc quý vị khán giả trên kênh của hiếu một lần nữa cuối tuần có thật nhiều sức khỏe thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc rất mong là việc khán giả khi nghe cũng để lại bình luận góp ý một like một đăng ký kênh và chia sẻ đến với tất cả mọi người để chúng ta cùng có tiếng nói chung đó là yêu thương và ủng hộ cầu nguyện cho sư thích minh tuệ trên con đường tu học sớm đắc thành chánh quả xin cảm ơn quý vị còn bây giờ video khá dài cho hiếu xin được tạm dừng ở đây xin kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo ạ à.